Rồi, bây giờ bắt đầu chọn tay đi. Rồi dở lên đó, chọn tới đó. Rồi. Rồi chọn qua đây. Nào qua hẳn. Rồi chọn ở dưới đây. Chỗ này là hết rồi. Đó là hết rồi. Rồi chọn qua bên này. Bên này thì có thể được. À. Bị bao lâu rồi? Nếu mà nói về gai cột sống thì 2 là 4. Còn cái thần cái cổ này bị từ 2 là 6. Dạ rồi bác sĩ cái đòi mổ mà không dám uống mà cứ uống cortisone thôi mới làm việc được, còn không có là nó nằm liệt. Bây giờ giơ tay lại đi. Hạnh lên, hạnh lên. Rồi, quàng qua bên kia thử coi, bên lên. Được rồi. Được căng rồi. Rồi, trở lại đứng lên. Rồi, được chưa? Thật sự là rất là lâu rồi thầy. Cứ em mỗi lần em này cứ phải dở lên dày, phải có cái nâng tay này nâng, hoặc là lúc nào cũng phải bỡ hai bên này mới vận động được. Thì bây giờ hôm nay cảm thấy rất là thoải mái. Giờ là đánh tông đưa được rồi thầy. Thôi vậy hả? Dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Bây giờ hứa là học theo thầy thì hết bệnh đi giúp người khác. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.